Hồng Tơ ba lần làm khổ vợ cũ gây cú sốc trước ngày cưới cho vợ hai kém 23 tuổi. Trước khi bị bắt, Hồng Tơ khiến vợ cũ ba lần khổ sở. Con bị đòi bắt cóc nhưng vợ trẻ kém 23 tuổi bao dung, khi thấy anh biết quay đầu mới chấp nhận lấy anh. Trong quá khứ nhiều lần cờ bạc, cá độ đến phá sản, khi nghệ sĩ Hồng Tơ dám lên truyền hình thừa nhận sai lầm và hối lỗi. Ai cũng tin anh sẽ vượt lên để làm lại từ vũng bùn lầy. Con đường hoàn lương ấy từng khiến Trấn Thành cũng như nhiều anh em đồng nghiệp khán giả dành nhiều lời động viên nể phục. Nào ngờ ngày 7 tháng 5 2019, nam danh hài chính thức bị bắt giam và khởi tố vì hành vi đánh bạc. Người nghệ sĩ ấy đã từng đánh mất một cuộc hôn nhân với vợ đầu, tan nát cửa nhà chỉ vì những thói ăn chơi tệ nạn của mình, để rồi sau những vấp ngã anh biết đứng dậy và hạnh phúc lại mỉm cười khi có được người vợ thứ hai thương yêu. Thế mà ngựa quen đường cũ, nhiều khán giả khi hay tin không khỏi thốt lên câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là có thật. Cờ bạc đã ngấm vào máu, ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm nhiều lần càng đáng trách hơn. Từng hối hận vì để vợ đầu và con cái phải khổ, giờ đây người vợ sau của anh lại tiếp tục phải hứng chịu điều tiếng từ chồng. Nghệ sĩ hài Hồng Tơ từng có một thời vô cùng vẻ vang. Hồi ấy Sài Gòn ai cũng nói Hồng Tơ như đại gia, nhà anh ta ở khắp bốn phương. Chia sẻ trong chương trình Soánh Hào Quang, anh nói rằng Hồng Tơ thời điểm đó như Trấn Thành bây giờ. Tiền đem đến bỏ vô trong tay, năn nỉ đi diễn. Một ngày lễ Hồng Tơ có thể chạy 14-15 xô. Thu nhập của anh không chỉ đến từ việc đi diễn mà còn đầu tư vào bất động sản. Mà người nghĩ ra ý tưởng này chính là người đầu ấp tay gối với anh hồi đó, người vợ đầu tiên. Rồi anh ham vui hiếu thắng nên vướng vào kiếp đỏ đen, bắt đầu từ những trận thua nhỏ, lên dần trở nên phá sản. Anh thừa nhận lần thua nặng nhất của mình lên đến con số hơn 100.000 đô. Thời đó con số này là rất lớn, anh ham đến độ đi cả vào trong giấc mơ. Anh mồ côi cha mẹ đã hơn 20 năm, nhưng cứ mơ thấy cha mẹ còn sống bảo rằng đừng chơi nữa, nếu không sẽ từ mặt, thì anh cũng sẵn sàng nói, thôi tí má từ con đi, để cho con chơi. Người lận đận chịu nhiều thiệt hại mỗi khi anh thua cuộc nhất là người vợ cũ của anh. Anh hối tiếc vì những gian dở cuộc hôn nhân này. Người phụ nữ mà có một người chồng đam mê cờ bạc, làm khổ vợ con, làm khổ gia đình thì người ta rất lấy làm đau khổ. Người ta đã khuyên một hai lần, mình cũng đã vấp một hai lần rồi, cho nên đến lần thứ ba thì không còn chịu đựng được nữa nên đành phải nói lời chia tay. Anh vẫn còn xót xa khi nghĩ đến. Bản thân nam nghệ sĩ tự nhận cờ bạc ngộ lắm, có những cái mình khó nói lắm, giống như có con ma đỏ đen thực sự. Tôi nhớ hoài có đêm tôi đánh 11 trận banh, mà mỗi trận 50 triệu, sáng dậy mới mua tờ báo để xem kết quả, thì những trận tôi bắt hoàn toàn thua. Bà xã nói anh coi tính sau đó, anh cứ chơi như vậy hoài không được rồi. Em nói cho anh biết người ta điện thoại lại đòi bắt cóc con mình đó, lúc đó con còn nhỏ mới có 4-5 tuổi. Mình làm cho người ta đau buồn nhiều, nam nghệ sĩ trải lòng, sau tất cả Hồng Tơ nghĩ rằng mình vẫn nợ người ấy một lời xin lỗi. Rồi khi bán nhà trả nợ hết xong xuôi thì vợ con đã không còn bên mình. Có những đêm nằm lại nghĩ tới những lúc sống với gia đình vợ con có tiền của, bây giờ lại đi mướn nhà mà suy nghĩ túng quẫn, có lúc tôi muốn tự tử. Từng gây tổn thương cho những người xung quanh sau những ngày tăm tối nhất, rồi Hồng Tơ vực dậy đi diễn trở lại. Khi những sóng gió đã qua, khoảng 5 năm rưỡi sau khi chia tay người vợ đầu, Hồng Tơ sống thui thủi rồi bỗng gặp người phụ nữ tiếp theo của đời mình là chị Lê Thị Kim Loan. Người vợ trẻ xinh đẹp này kém anh tới 23 tuổi. Nhưng lúc đầu anh đã khai mang tới một giáp, nói rằng mình mới hơn 40 tuổi. Lúc đầu gặp gỡ, cô không hề có ấn tượng với anh, thậm chí nhìn thấy chòm râu dê là không ưa rồi. Về sau, điều làm cho Kim Loan thương nam nghệ sĩ là vì thấy anh là nghệ sĩ mà đi làm xong rồi chỉ ghé quán của tôi, không có đi chơi. Rồi tìm hiểu xem thấy anh cũng được, mình lại thích người đàn ông chững chạc và lớn tuổi chút xíu. Cô càng thương anh hơn, những khi mình đi làm về muộn có khi đến 12 giờ đêm mà anh vẫn chờ trước cổng. Khoảng 5-6 tháng theo đuổi thì cô chính thức yêu anh, nhưng khi đến với nhau nam nghệ sĩ vẫn giấu tiểu sự của mình. Gần tới ngày cưới cô mới được anh chia sẻ về chuyện cũ, đó là khi dẫn Kim Loan về đám cưới họ hàng và giới thiệu đây là con trai của anh. Cô cho biết đã sốc, mình thấy sao anh giấu mình hết trơn. Tới gần ngày cưới mới nói ra như vậy mình bị sốc, nhưng anh nói thì mình tin, cũng có một chút chùn bước trước ngày cưới. Mình sợ sau này đẻ ra thì con anh, con em sợ bị coi là mình đối xử với người ta không tốt, kêu là dì ghẻ, mình không thích bị mang tiếng dì ghẻ này kia. Sau khi suy nghĩ và được nhiều người khuyên là từng có vợ cũng không sao, tất cả là quá khứ rồi, quan trọng giờ người đàn ông ấy lo làm ăn, quan tâm, chăm sóc, có trách nhiệm với vợ con là được. Cô nghĩ chỉ người trong cuộc mới hiểu, bản thân cô thấy anh là người thẳng tính, chân thật, sống không màu mè, hoa lá, rất là bình dân. Lúc mình coi đĩa Phật Pháp nhiệm màu của anh, mình phải nể anh chứ, mình thấy quý anh hơn, biết quay đầu. Người ta trước ăn chơi như thế nào mà giờ tu rồi lấy người đó cũng tốt,
thật lòng Kim Loan cũng có sợ Hồng Tơ ngựa quen đường cũ, cô tìm hiểu rồi mới dám lấy. Còn về gia đình, mới đầu, bố mẹ cô không đồng ý và nói rằng, con ơi, nghệ sĩ họ lãng mạn lắm, lấy người bình thường thôi. Nhưng sau khi dẫn Hồng Tơ về quê thăm, bố mẹ đã đồng tình cho lấy. Hồng Tơ đã cảm thấy may mắn khi lấy được người vợ hiểu lòng mình. Lấy Kim Loan năm 2012 rồi làm cha khi đã 54 tuổi. Cảnh cha già con cọc nhưng Hồng Tơ rất hạnh phúc. Những tưởng một cái kết êm đẹp khép lại quá khứ sai lầm như Trấn Thành đã nhận định tại chương trình. Nhưng nay Hồng Tơ lại một lần nữa sa ngã. Hy vọng như nam MC nói, đôi khi mình có làm sai chuyện gì, quan trọng là dám nhìn nhận và dám sửa lại thì tất cả đều không quá muộn.